mắm trắng, họ, cỏ roi ngựa. Bộ phận dùng: vỏ, rễ và hạt. Tính vị công năng: vỏ, thân, vỏ rễ và hạt cây mắm trắng có vị chát, có tác dụng làm săn xe, lá cây khu trùng. Công dụng: vỏ thân cây mắm ngày 30-40g chế thành cao lỏng, cao mềm hoặc ngâm rượu uống, kết hợp lấy bông tẩm thuốc bôi lên chỗ lở loét chữa phong hủi, bệnh ngoài da, kẻ. Hạt mắm nghiền thành bột mịn, trộn với bơ làm thành bột nhão, bôi xoa, chữa đậu mùa. Theo tài liệu nước ngoài, hạt ở Ấn Độ và vỏ rễ ở Myanmar được dùng để kích trục. Quả chưa chín, giã nát, đắp chữa áp xe mưng mủ. Ở Indonesia, chất nhựa rỉ ra từ vỏ thân có tác dụng tránh thai, dùng không thấy tác dụng phụ. Trong nhân dân, lá mắm có tác dụng xua đuổi muỗi và được dùng làm phân xanh. Quả ăn được, cho gỗ cây mắm có tỷ lệ kali cao, trước đây dùng để giặt thay xà phòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác